Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có buổi gặp mặt chúc Tết các đồng chí cán bộ hưu trí, Câu lạc bộ Thăng Long, Hà Nội. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới tới các cán bộ hưu trí của Câu lạc bộ Thăng Long và thông báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thủ đô trong năm 2016 đã có bước phát triển vượt bậc. GDP 9 tháng tăng 7,73% so với cùng kỳ năm trước, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 9,9%, toàn bộ thành phố có thêm 5 huyện có tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 75%, trong đó có 3 huyện đã đủ điều kiện và đang chuẩn bị hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn hơn 7.000 ngôi nhà gia đình chính sách, người có công chưa được sửa chữa. Thành phố Hà Nội phấn đấu đến tháng 7 năm 2017 sẽ hoàn thành việc sửa chữa mới cho các gia đình chính sách, người có công, hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.